Dàn trai đẹp từng sánh đôi với Thiều Bảo Trâm từ song hạng A đến nam thần tình đám. Những ngày gần đây, mạng xã hội râm ran trước thông tin nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm đã có bạn trai mới sau mối tình lâu năm với Sơn Tùng MTP. Nhìn diện mạo của Sơn Tùng, tình tin đồn mới cũng như dàn nam chính của MV thì có thể xác định gu của Thiều Bảo Trâm chính là trai đẹp. Dù chưa bao giờ lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò, nhưng thông qua loạt hình được netizen soi ra, nhiều người đã mặc định Sơn Tùng MTP và Thiều Bảo Trâm từng là một đôi. Nhiều người cho rằng Thiều Bảo Trâm quá may mắn nếu như thật sự hẹn hò với một ngôi sao hạng A như Sơn Tùng. Nam ca sĩ sinh năm 1994 đã có những bước tiến đầy mạnh mẽ trong sự nghiệp, từ một tân binh underground dần chuyển mình thành một ngôi sao nổi tiếng, có lượng fan đông đảo bậc nhất Việt Nam. Ngoài ra, Sơn Tùng còn sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng gu ăn mặc thời thượng. Sau khi bị đồn là đã chia tay Sơn Tùng, mãi đến thời gian gần đây, Thiều Bảo Trâm mới tiếp tục vướng nghi vấn hẹn hò với một chàng trai khác. Bạn trai Thiều Bảo Trâm đang ở Pháp học đại học và nhỏ hơn ca sĩ 4 tuổi. Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội đang chia sẻ hình ảnh bạn trai Thiều Bảo Trâm với tốc độ chóng mặt, anh sở hữu vẻ ngoài không phải dạng vừa, với gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, ngũ quan bảnh bao. Nhiều cư dân mạng còn nhận xét cho rằng nhan sắc của anh không thua kém bất kỳ mỹ nam nào. Ngoài hai người tình tin đồn kể trên, dàn nam thần đình đám từng xuất hiện trong MV của Thiều Bảo Trâm cũng khiến netizen vô cùng ấn tượng. Marando tạo ra dấu ấn qua hai bản hit của nữ ca sĩ là Sau lưng anh có ai kia và Chúng ta làm bạn được không. Bạn trai Jun Vũ Hải Nam cực đáng yêu cùng lớp Rosie, ông bố trẻ Phí Ngọc Hưng xuất hiện trong MV Kệ anh thôi. Đây đều là những nhan sắc cực phẩm.